đạt IELTS 7.0 chỉ với một bộ sách ngay tại nhà. Tại sao không? Xin chào các bạn, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem tại sao bộ sách IELTS từ A tới Z có thể học nhanh và hiệu quả hơn đến 80% ngay sau đây nhé. Đầu tiên, cũng là điểm đặc biệt của bộ sách so với những bộ sách IELTS thông thường chính là phần chia theo dạng đề cụ thể thay vì theo tóc tiếp, sẽ giúp cho người đọc hiểu sâu và tập trung hơn nhằm nâng đề IELTS cấp thấp hơn. Đầu tiên là kỹ năng writing. Sách gồm 9 bài học và tương ứng với mỗi bài là hướng dẫn cách viết cho từng phần, bao gồm introduction, overview, body đối với task 1 và introduction, body, conclusion đối với task 2. Cuốn sách cũng phân loại các dạng bài writing từng tập như dạng biểu đồ theo thời gian, dynamic charts, dạng biểu đồ không thay đổi theo thời gian, static charts đối với task 1 và dạng opinion, discussion, problem and solutions to question đối với task 2 để người đọc có thể dễ dàng xử lý. Còn listening, sách gồm 8 bài học dùng với 8 dạng bài khác nhau và cùng bắt gặp trong bài của IELTS listening như multiple choice question, selection question, short answer question, form, note, table completion, sentence, summary completion, map, plan, background labeling, flowchart completion, và cuối cùng là matching question. Và quan trọng hơn, bộ sách này sẽ hướng dẫn chi tiết các thành bài và cách học lý luận của mỗi chủ đề để đạt được điểm cao trong kỳ thi. Đối với kỹ năng reading, sách tập trung vào 9 bài học và mỗi bài học tập trung vào giới thiệu từng dạng câu hỏi khác nhau sẽ xuất hiện trong đề thi IELTS reading như multiple choice question, matching question, two, four, not given question, gap fill question, list selection, short answer, choosing a title question. Không dừng lại ở đó, bạn còn được hướng dẫn cách giải quyết những khó khăn từng gặp trong khi làm bài, khiến việc làm bài hiệu quả và cách bẫy cần tránh. Writing giúp bạn đạt điểm cao cũng như cách viết sao cho hay và hiệu quả. Bạn sẽ không còn phải lo lắng về kỹ năng listening khi sách áp dụng phương pháp transcribing giúp bạn tiến gần hơn đến khả năng nghe hiểu lên đến 80%. Không những thế, ở kỹ năng reading, bạn sẽ còn được update khả năng đọc hiểu nhanh và sâu nhờ vào kỹ năng skimming và scanning. Không những thế, với các bạn hay quên thì bộ sách này quả thật là một người bạn không thể thiếu vì hệ thống hỗ trợ và nhắc nhở bằng email sẽ giải quyết hết tất cả những thắc mắc và đồng hành cùng bạn trên chặng đường IELTS. Bạn còn chần chừ gì nữa mà không nhanh tay đăng ký để nhận được mức giá đặt sớm cực kỳ ưu đãi, giảm 67% chỉ còn 790.000 đồng với giá gốc tận 2.390.000 đồng cho cả combo 3 quyển sách Writing, Listening và Reading. Ưu đãi 50% khi đăng ký từ 1 đến 2 quyển sách, từ 799.000 đồng chỉ còn 399.000 đồng đối với một cuốn sách. Và Wise English cam kết sẽ hoàn trả tiền 100% trong vòng 30 ngày nếu bạn chăm chỉ luyện tập nhưng vẫn không đạt kết quả. Bên cạnh đó, các bạn sẽ được tặng thêm voucher trị giá 1 triệu đồng khi đăng ký khóa học IELTS tại hệ thống trung tâm Anh ngữ Wise English. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì, đừng ngần ngại comment ngay bên dưới để Wise có thể chăm sóc bạn.